Bonjour anybody. Xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian đã qua. Và mong mọi người hãy đăng ký kênh, nhấn nút chuông để nhận những thông tin, những cái video clip hay nhất mà mình sẽ chia sẻ đây nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái biểu tượng mới ra, đó là Ikki. Mình sẽ chia sẻ cho Ikki đi rừng nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái bảng ngọc cho biểu tượng mà Ikki. Thì về bảng ngọc đỏ thì các bạn sẽ lên cho mình là công phép xin giáo phép 10 viên nha. Về công phép là 4.2, xin giáp phép là 2.4 nha các bạn. Các bạn lên cho mình 10 viên nha. Và về bảng ngọc tím thì các bạn sẽ lên cho mình là 2 viên hộp máu phép. Và 8 viên còn lại là tóc chạy và tóc đánh nha. Về bảng ngọc lục thì các bạn sẽ lên cho mình là xin giao phép và tóc đánh nha, 10 viên. Đó là phần về bảng ngọc cho Ikki. Và thứ hai đó chính là về phần trang bị. Cái shop đầu tiên thì các bạn sẽ lên cho mình là dây tuột sủy nha, để dành giảm hồi chiêu và một cái lượng tóc chạy nội tại duy nhất nha. Và cái shop thứ hai đó chính là một cái rương ở Loki để nhận công phép và thêm 10% giảm hồi chiêu nha các bạn. Và cái shop thứ ba thì các bạn sẽ lên cho mình là một cái trường bùng nổ nha, để nhận thêm công phép và 30 hồi năng lượng trên 5 giây cũng như là 5% tốc chạy nữa nha. Và cái shop thứ tư đó chính là một cái sách chi hồn để giảm hồi chiêu cũng như là 200 công phép, 10% giảm hồi chiêu, 20 hồi năng lượng và một cái chút máu tối đa, đó chính là 300 nha. Và cái shop thứ 5 thì các bạn sẽ lên cho mình là một cái vương miện hạt Kate cho vị tướng này để nhận công phép và 35% công phép nội tại duy nhất. Và cuối cùng đó chính là một cái shop, đó là xuyên tâm lệnh để nhận công phép và giảm hồi chiêu và thêm một cái lượng máu tối đa, đó chính là 500. Đó chính là về trang bị cho Ikki đi rừng. Và phù hiệu cho Ikki thì chúng ta sẽ lên như sau. Chúng ta sẽ lên là tháp phân minh vượt khổ mang và phù hiệu trung tâm đó chính là thầm quang. Đó chính là combo trang bị bản ngọc và phù hiệu cho Ikki đi rừng. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người, mong mọi người hãy đăng ký kênh, nhấn nút chuông và đừng quên like cũng như là comment. Và thương mình cho mình xin cái nút chia sẻ để nhận cái kênh mà phát triển nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mong hẹn gặp mọi người trong những cái video clip sau nữa nha.